xin tất cả các bạn đến với kênh TSH Play nhé. Mình phải là lại với đội Spotlight. Còn hai cơ hội nữa để thắng hạn. Vừa mới trận rồi gần có mãi không ghi được bàn thắng. Không biết đối thủ như nào đây. Chủ cũng là thắng hạng thế giới. Phản công. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Cristiano Ronaldo đang chọn vị trí để đón đường chuyền. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Rudiger. Hakimi. Nabil Fekir. Rhys James. Người ấy đang chuyền về cho đồng đội. Nabil Fekir, một bàn thắng tuyệt vời. Nabil Fekir. Bàn thắng đã tới với pha sút xoay đó, một pha ghi bàn hoàn hảo. Tỷ số hiện đang là 1-0. Federico Van Verde. Nabil Fekir. Federico Chiesa. Bóng đã được đưa vào vòng cấm. Sau anh ấy đã cố gắng phá bóng, nhưng thật không may, đó là tình huống phản lưới. Một tình huống phản lưới nhà. Sự thất vọng tột cùng hiện lên trên khuôn mặt của cầu thủ này. Ở góc độ này chúng ta có thể thấy rõ bàn thắng được ghi ấn tượng như thế nào. Đội bóng đang bị dẫn trước với pha phản lưới của hậu vệ nhà. Theo Hernandez. Casemiro. Hai không rồi. David Beckham. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Rudiger. Varane. Tchouaméni. Đó là tình huống phòng ngự tốt để giành lại quyền kiểm soát bóng sau tình huống để mất bóng. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Đó là pha xử lý an toàn. Bóng đã được đưa ra ngoài vòng nguy hiểm.
pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Nabil Fekir đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Một pha mất bóng trong vòng cấm. Một pha đoạt bóng tốt. Karim Benzema. Vâng, đó là 2 phút bù giờ. Federico Valverde. Một cầu thủ ấy đã bị phạm lỗi và đội bóng phải chịu một quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm. Có dứt điểm từ quả đá phạt nhưng thủ môn đã ngăn cản thành công. Chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai ngay lúc này. Federico Chiesa. Anh ấy đang chờ đợi một pha hỗ trợ từ đồng đội. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Nabil Fekir đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Đây là cơ hội để anh ấy thực hiện pha tạt bóng. Anh ấy đã để mất bóng trong vòng cấm rồi. Đó là đường chuyền bằng đầu, bóng vẫn ở trong quyền kiểm soát của họ. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Huấn luyện viên Spain chắc hẳn đang rất tức giận với sai lầm ngớ ngẩn vừa rồi của thủ môn. Trận đấu hiện đang là 3-0. Varane. Federico Valverde. Cristiano Ronaldo. David Beckham. Đường chuyền về cho đồng đội. Tchouaméni. Nabil Fekir. Bissouma. Pha trả bóng cho đồng đội. Bóng đã chạm vào chân hậu vệ rồi. Tình huống đá phạt góc. Tiếp tục có pha phạt góc cho đội bóng. Rhys James. Hậu vệ đã có một pha ngăn chặn tốt. Anh ấy đã đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc. Casemiro. Federico Valverde. David Beckham. Cú sút đã bị cản phá, quá đơn giản cho thủ môn. Casemiro. Cristiano Ronaldo. David Beckham. Bissouma. Họ đã để mất quyền kiểm soát bóng rồi. Vâng, đó chính là một tình huống quý vị. Trọng tài đã rất quyết đoán. Tchouaméni. Rudiger. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi.
Thời gian còn lại là 8 phút. Họ đang dẫn trước với khoảng cách khá xa trong khi trận đấu sắp kết thúc. Hakimi. Nabil Fekir. Tôi để tung ra cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó là một trận đấu đẳng cấp, một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Tỷ số lúc này đang là vô cùng cách biệt rồi. Casemiro, Federico Valverde, Rudiger. Cơ hội đã trôi đi. Zidane đã từ chối bàn thắng vừa rồi. Casemiro. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Pha phạt góc đang chuẩn bị được thực hiện. Các hậu vệ đã Federico và cú thủ tốt, và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó. Cảm ơn các bạn đã nha.